Rồi lên cặp dầu gà custom 100, zin tháo xe. Đấy, cho anh em lên xe nha. Dầu gà custom 100. Cặp các chân thái mới luôn anh em. Rất là đẹp nha anh em. Anh em nào bị hư ra, bị chạy trước là bị té thì lên em nó nha, siêu đẹp. Ống ánh. Chờ gà, con này là trong nghiêng gắt máy. Trong nghiêng gắt máy custom 100 nha. Rất là đẹp nha anh em. Cái này dành cho anh em lên xe cục máy có đề sẽ lên cái này. Nó cái thằng cúp thì ở đây nó thẳng ra. Còn thằng rim như quay, nói chung thằng trăm có lên chỗ đây nó sẽ to đó các bạn. Thằng này nó cũng là phiên bản cúp, cho nên nó có cao su. Lên nó cũng giống như đường rim. Cái chân nó khá giống đường rim nhưng mà khác, rim mà nó không có cao su thôi. Còn cúp thì nó có cao su ở đây. Đó, cây này rất là đẹp nha anh em nào lên rim hoặc là CT là xài chung luôn các bạn. Rim lùng cái bản này xe nhật thì nó có cao su hết. Tác dụng của cục cao su này là để chống không bị chạy móng nha các bạn, không để bay cái móng này bảo vệ cái móng chân này nè. Khi mình đi nhiều khi cái chân mình gấp trong đây nè, chạy móng hoặc là mình gạt cái chân lên nó trúng này nè. Đó, mình đã từng bay móng một lần bởi vì cái này rồi các bạn. Đây nè, chính là em nó luôn nè. Và nó hay là nó đã liền lại rồi các bạn. Các bạn thấy là nó giống như là chưa bị á. Mình bị một cái là nó bay lên trên luôn. Mình để cái chân chống này xong là mình vét cái xe ra thì nó lật ngược này lên anh em. Và đã từng rất nhiều người bị bay móng gì cái đây rồi mà. Cho nên cái này nó là bảo vệ nha. Đó. Đây. Anh em cần món nào liên quan tới city nữa thì anh em cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Sườn gặp bánh đó, dàn nhựa này, hộp đầu đồng hồ này đó, xi nhan yếm bẩn, hộp xích gấp nó, phụ điện cùm y đông lường đen nhựa đó. Anh em cần món nào anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Báo giá trực tiếp cho các bạn phương thức mua hàng, thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi mà mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chi tiền trước ship hàng sau, không ship code cho anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em nhắn tin trong Zalo, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha. Cảm ơn tất cả các bạn.